Thưa quý vị, khối không khí lạnh ở phía Bắc suy yếu, đới gió đông ẩm thì cũng không đủ mạnh để gây mưa, vì thế chủ yếu nó chỉ mang tới trạng thái se lạnh dễ chịu cho miền Bắc, cùng với đó là một lớp sương mù nhẹ vào đêm và sáng sớm. Sang ngày mai trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh ven biển như tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định là từ 28 đến 29 độ. Khu vực vùng núi, Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 30 đến 31 độ. Với miền Trung, do chịu ảnh hưởng của đới gió đông ẩm nên trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay, hầu khắp các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ đều có mưa rào và dông. Trong đêm nay và ngày mai, đới gió đông có xu hướng mở rộng vùng ảnh hưởng xuống phía Nam, vì thế mưa có xu hướng giảm ở phía Bắc. Do vậy, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, sương mù vẫn xuất hiện nhiều nhưng mưa chỉ còn xảy ra ở một vài nơi. Đến trưa và chiều mai trời có nắng trở lại, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mưa lại có xu hướng gia tăng. Riêng ở khu vực các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, cục bộ có nơi mưa to. Tuy nhiên, nhiệt độ ở khu vực này vẫn cao từ 30 đến 32 độ. Gió đông mở rộng vùng ảnh hưởng xuống phía Nam kết hợp thêm với rãnh thấp xích đạo trục 5 đến 7 độ vĩ Bắc sẽ làm mưa gia tăng ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong chiều và tối mai, tại khu vực Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh thành ở Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong đó, ở khu vực miền Tây Nam Bộ, các tỉnh như tại An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang và cả Cà Mau có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa từ 20 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Mưa tăng khiến mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên hạ xuống còn từ 29 đến 31 độ. Ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng giảm còn từ 30 đến 32 độ. Trên biển, khu vực biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật. Còn với khu vực phía Bắc của Biển Đông, cũng như vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc ở mức cấp 4, cấp 5, kèm theo mưa vài nơi.